Echolot ESF6010BVW 1480W, có thiết kế dạng thùng, kích thước nhỏ gọn với chiều cao chỉ khoảng 6 tấc. Đây là một giải pháp hoàn hảo cho những gia đình có diện tích nhà bếp khiêm tốn. Máy có thiết kế màu trắng với tay cầm màu xám sẽ giúp cho gian bếp của bạn trở nên sáng hơn, sang trọng hơn. Và điều đặc biệt của chiếc máy rửa chén này là cửa bằng kính, chúng ta có thể quan sát được quá trình rửa bên trong, rất là tiện lợi và cũng khá thú vị đúng không nào? Máy được cài đặt tổng cộng là 6 chương trình rửa, và với bảng điều khiển cảm ứng có những ký hiệu, đèn LED rõ ràng thì rất dễ cho chúng ta để lựa chọn những chế độ rửa phù hợp cũng như không phải dùng lực nhiều. Chỉ cần chạm nhẹ như thế này thôi là chúng ta đã có thể chọn được chế độ rửa mà mình mong muốn rồi. Và thường sau khi nấu ăn hay là dọn rửa thì tay của chúng ta sẽ bị ướt đúng không nào? Vậy thì bây giờ Hoàng Giang sẽ thử điều chỉnh bảng điều khiển này với tay ướt xem là như thế nào nha. Đây các bạn ơi, vẫn rất là nhạy nha. Dù tay Giang rất là ướt và với bảng điều khiển cảm ứng như này thì mình cũng không sợ nước sẽ bị nhiễu vào phần điện tử bên trong máy. Có một điều mà Hoàng Giang hơi phân vân khi mà sử dụng những thiết bị có bảng điều khiển cảm ứng, đó là nếu như chúng ta lỡ vô tình chạm tay vào hay là nhà có em bé nghịch nhấn vào bảng điều khiển khi mà máy đang hoạt động. Nhưng mà không sao cả, bởi vì chiếc máy rửa chén Electrolux này đã có chức năng khóa an toàn. Bạn nhấn cùng lúc hai chương trình Glad Care và Eco trong vòng 3 giây, máy sẽ mở chế độ khóa. Để tắt chế độ này, bạn cũng làm tương tự như vậy. Với mặt kính như thế này thì cũng sẽ dễ dàng lau sạch những vết dơ bằng khăn lông sau khi sử dụng. Có một điểm mà mình hơi tiếc, đó là máy không có bảng hiển thị thời gian để biết chu trình rửa của máy còn bao lâu. Nhưng bù lại sẽ có đèn báo cho chúng ta biết máy đang ở giai đoạn rửa hay là sấy khô. Ngoài ra còn có đèn báo mức muối, báo hiệu khi nào máy cần đổ thêm muối, và đèn báo mức nước trợ xả để đổ thêm nước trợ xả. Máy được cài các chương trình Rinse rửa sơ 13 phút, Quick rửa nhanh 30 phút, Glass Care rửa đồ thủy tinh 100 phút, Eco rửa tiết kiệm điện 185 phút, Normal rửa tự động 150 phút, Intensive rửa những vết bẩn cứng đầu 160 phút. Với 6 chương trình rửa sẽ phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều gia đình khác nhau. À, các bạn có thấy không, nếu như chúng ta lỡ bấm mà để quên hay là làm việc bếp mà không sử dụng đến máy thì một lúc sau bảng điều khiển sẽ tự động tắt để tiết kiệm điện, và khoảng thời gian để máy tắt sẽ tầm là 30 giây. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng Hoàng Giang xem là bên trong chiếc máy rửa chén này có gì nha. Phần khóa cửa này với Giang thì hơi cứng một chút. Có hai khay lớn đựng chén dĩa tô có thể tháo rời ra để đem tới kệ ướp chén, hai khay nhỏ để muỗng, vá, dao và một hộp cắm đũa. Theo thông tin của hãng thì máy có thể rửa được 8 bộ đồ ăn châu Âu, tương đương 2 đến 3 bữa ăn của gia đình Việt. Nên là bây giờ Hoàng Giang sẽ úp chén dĩa vào và thử rửa luôn nha. Wow! Chén dĩa rửa xong thì rất là sạch, và Hoàng Giang cầm vào thì thấy vẫn còn nóng luôn. Bởi vì máy rửa chén này có công nghệ rửa bằng nước nóng sẽ giúp cho chén dĩa rửa sạch hơn và diệt khuẩn tốt hơn nữa. Khi sử dụng máy rửa chén thì chúng ta cũng sẽ có một vài lưu ý. Đầu tiên là không nên sử dụng máy rửa chén để rửa những đồ dùng bằng nhựa, bởi vì nhiệt độ cao sẽ làm ảnh hưởng đến độ bền của đồ dùng đó. Chỉ sử dụng các loại nước rửa chén và chất làm bóng chuyên dụng cho máy rửa chén. Khi sử dụng máy rửa chén nên sắp xếp chén dĩa úp xuống và dàn đều trên các khay. Các vật dụng nặng để ở khay dưới cùng để máy hoạt động hiệu quả nhất. Nên đổ thức ăn thừa trên chén bát để máy rửa sạch chén bát nhanh hơn và hạn chế thức ăn làm bít lỗ phun nước. Nên vệ sinh lồng rửa hàng ngày sau khi sử dụng, tránh để thức ăn thừa đọng lại phía bên dưới. Vệ sinh toàn bộ máy định kỳ mỗi tháng để máy luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Và cuối cùng là lắp đặt máy ở những nơi có đầy đủ ống cấp thoát nước. Bây giờ hãy cùng Hoàng Giang điểm qua những đặc điểm nổi bật của máy rửa chén Electrolux. Máy rửa chén mini nhỏ gọn, cửa kính quan sát quá trình rửa, vận hành êm ái, khả năng rửa được 8 bộ đồ ăn châu Âu, tương đương 2 đến 3 bữa ăn gia đình Việt. Với công nghệ rửa bằng nước nóng, chén bát sẽ được rửa sạch và diệt khuẩn tốt hơn. 6 chương trình rửa khác nhau đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng. Bảng điều khiển cảm ứng hiện đại với ký hiệu rõ ràng, dễ sử dụng. Nếu như các bạn muốn mua hay là cần tư vấn thêm về chiếc máy rửa chén mini Electrolux ESF6010BVW 1480W thì hãy truy cập ngay vào website điệnmaysanh.com hoặc nhấc điện thoại lên gọi về tổng đài 1800 1061 để được tư vấn và giao hàng miễn phí. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.